Xin chào anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Mấy hôm nay thì anh em hỏi em Tuấn Hải Dương bồi Đắk Nông nhiều quá, thì thật sự thì chia sẻ với anh em là trong đấy đợt này đang ông anh em đang bận nên là cũng không đi đánh được mấy, thì vừa mới ra một nô được đây 2 4 5 6 7 con. Được 7 con thôi anh em ạ. Có mấy con đã sổ bọng và thái độ rất là tốt anh em ạ, mà có con nó như kiểu mà cui luôn anh em ạ. Anh em theo dõi em test thái độ luôn cho anh em. Một con này chơi lắc giật mà gấu lắm. Một con ông anh em đánh thì báo là cực nhạy bung xòe luôn anh em ạ. Anh em theo dõi nhá. Lô Đắk Nông này về để cho anh em giá cực kỳ yêu luôn anh em nhá. Thì ông anh em bận quá nên là đi đánh cũng không được nhiều đâu anh em ạ. Nên anh em vui lòng thông cảm đợi anh em nhá. Đây là đều là những con chim ra từ đêm ngày hôm qua anh em nhá. Thì đến chiều nay thì em bắt đầu quay video cho anh em đây. Quay thì cũng hơi muộn, nó 3 giờ chiều rồi, ngoài Bắc thì nó lạnh có 17 độ thôi anh em ạ. Nên hơi rét một chút. Đây có con này màu kiểu cui cui đấy anh em này. Rất là ok, con dây xanh này rất là ngon này anh em nhé. Con dây xanh này mà đuôi ngắn ngắn, có cái đuôi ngắn ngắn này, bên tay phải mà đấy, bung xòe đấy. Thì con này ông anh em bẫy bảo là con này nó khi mà nó bẫy nó cực kỳ hay bung xòe anh em ạ. Con này cũng nếu mà nó đang bị thiếu đuôi chứ không em nghĩ là nó cực kỳ xòe hay xòe đuôi luôn anh em ạ. Rất là gấu anh em nhé. Có con bên trái thì cũng được anh em này, nhưng nó bị một hết đuôi mà như kiểu lân cui đấy anh em ạ. Bọn này thì em cũng bán cho anh em đồng giá là 1,4 triệu một con anh em nhé. Đều là những con hàng tuyển hết rồi anh em ạ, đều là hàng bẫy đấu gốc Đắk Nông hết anh em ạ, giọng sắn kép 5678 luôn. Tất cả những con này thì anh em đều yên tâm vì con chim là chim ông anh em bẫy đấu anh em nhé, chứ không phải là chim lưới các thứ đâu anh em ạ. Con dây xanh bên trái này cũng ok này. Con dây cam này nhìn anh em nhìn màu như kiểu màu cui luôn anh em ạ. Con dây cam này em cảm giác con chim nó gấu hơn rất là nhiều anh em ạ. Nói chung là tùy anh em thích con nào thì bắt con đấy anh em nhé. 1,4 triệu một con anh em ạ. Con dây xanh bên trái này rất là màu mỏ luôn. Chim thì chưa tắm táp gì nên là anh em nhìn trông nó hơi bẩn bẩn một tí anh em ạ. Màu biết thứ trông nó chưa xếp rồi anh em nhé. Anh em nào yêu thích con nào thì alo trực tiếp cho em nhé. Nói chung là chim vừa về hôm qua mà nay nó đã thái độ sổ bọng là quá là ok rồi anh em ạ. Con chim nó vừa di chuyển xa như thế, nó đi mất gần 2 ngày anh em ạ, ngày rưỡi anh em ạ. Mà về chưa được nghỉ mà nó đã chơi luôn rồi, sổ bọng luôn rồi. Đây là em đang kèm một con chim ở ngoài nhé. Nên thành ra con chim nó tức, nó ganh nhau trong chuồng anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa, con dây cam rất là ok nhé. Anh em là thích con nào thì alo trực tiếp cho em ạ. Ba con này thì đều là ok hết anh em ạ. Có con dây xanh ở đầu, hai con dây xanh và một con dây cam này khá là ok. Anh em thích con nào thì alo con đấy luôn anh em nhé. Thank you.